Ra sàn đây. Sàn. Nhưng hết cỡ lên. Cái trên. Thôi, ra sàn đấy. Thống ơi. Thống ơi. Mày có quy. Địt mẹ bây giờ bán 500 xe không mất luôn rồi. Đây hôm nào kia là mua 500 mấy cả mà xe chạy rồi. Chết là sao mà con này được? Con này lên cabin kia đi, mẹ ngồi trên cabin đứng cạnh 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 cạnh. Nó chạy ra. Không phải là ra xe lội thế. Cầu ơi. Cầu cầu. Thôi cầu. Con đặt tối em đang xuống xem rồi. Quảng Ninh. Thịt mẹ 3 rưỡi giờ ăn được 150. Ngủ hiếu rồi, ngủ hiếu rồi, mấy đồng? Địt mẹ quá, là 600, nó bảo 520, bị bắt được xem. Nó mà không bán mà địt mẹ nó ốm rồi, về thì nó ốm rồi. Nó để nhà đây ở đâu? Thế nào? Cháu thường cậu biết rồi. Con này cháu đẹp thật. Không, nhiều hết đôi của nó. Hay là do phun chai, phun tay, phun cắn. Chưa thụt vào hết. Cảm vuông ơi, cảm vuông ơi.